Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình với khán giả NTV của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu về quy trình làm một chương trình trực tiếp trên cả hai sóng phát thanh và truyền hình. Tiếp đó là thông tin về chương trình Quê mình xứ Nghệ ở các số tiếp theo và phim hay sắp chiếu trên NTV. Trước tiên là những hình ảnh về quy trình sản xuất chương trình Sức khỏe của bạn, một chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp được thực hiện vào lúc 16 giờ 30 phút hàng tuần trên cả hai sóng phát thanh và truyền hình. Trong chương trình Sức khỏe của bạn được trực tiếp lần đầu tiên trên sóng truyền hình và sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, chúng tôi xin được đề cập đến chủ đề phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ. Và vị khách mời tham gia trao đổi ngày hôm nay xin được giới thiệu bác sĩ Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An. Xin chào bác sĩ ạ. Chào phóng viên Hương Giang. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một vài hình ảnh trong chương trình Sức khỏe của bạn được phát trực tiếp trên cả hai sóng phát thanh và truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào lúc 16 giờ 30 phút chiều thứ bảy hàng tuần. Và ngày hôm nay, để giúp quý vị và các bạn có thể hình dung và hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất của chương trình này, thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo chân Thu Hằng để tìm hiểu về các phóng viên, kỹ thuật viên đã chuẩn bị cho chương trình này như thế nào. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng đến với khâu chuẩn bị nội dung trước khi chương trình lên sóng. Để sản xuất một chương trình truyền hình trực tiếp với thời lượng 30 phút, cần phải có rất nhiều khâu chuẩn bị. Trong đó, lựa chọn chủ đề, xây dựng kịch bản là công việc được các biên tập viên thực hiện từ trước và được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi chương trình bắt đầu lên sóng. Xin chào anh Trung Thảo, là cái người trực tiếp chỉ đạo sản xuất cái chương trình Sức khỏe của bạn. Anh có thể cho khán giả NTV được biết hơn về cái mục đích ý nghĩa của chương trình ạ? Đấy, thì cái chương trình này tập trung vào là tư vấn cho các người dân mà có các cái câu hỏi liên quan đến các cái bệnh chúng ta thường gặp, cũng như các cái bệnh mà người dân mà có thể là không có điều kiện đi đến các cái cơ sở y tế để mà khám chữa bệnh hoặc là thăm khám. Thì thông qua cái chương trình này thì có thể là những cái khán thính giả họ hỏi thì bác sĩ trả lời một phần nào đó, thì giúp cho họ là biết được những cái bệnh trong người của mình như thế nào, có thể là phải cần phải đi điều trị khẩn trương hay không, có thể đi đến các cơ sở y tế hay không. Thì đó là cái mục đích của cái chương trình mà phòng chuyên đề chúng tôi đang triển khai thực hiện. Xin chào chị Giang ạ. Cái người trực tiếp viết kịch bản cho cái chương trình này thì nó có khác hơn so với những cái chương trình khác không ạ chị? Thì chúng tôi cũng xác định đấy là một cái chương trình cái tính tương tác của nó rất là lớn, cho nên là mình làm thế nào mà có thể là đáp ứng được cái nhu cầu tìm hiểu về bệnh tật của khán thính giả. Thì trong cái câu từ mình nói, tức là cái cách mà tư vấn rồi là cái cách mà mình diễn đạt phải để cho cả đáp ứng được cả khán giả truyền hình và đáp ứng được cả thính giả phát thanh. Thì cũng rút kinh nghiệm từ cái chương trình mà đã làm trực tiếp ở phát thanh ấy, thì ở chương trình mà trực tiếp cả phát thanh cả truyền hình thì chúng tôi cũng xác định là mình ưu tiên hàng đầu là những cái điện thoại của khán giả gọi về trực tiếp cho chương trình. Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của chị. Và kính thưa quý vị và các bạn, trong lúc chờ chị Hương Giang có thể chuẩn bị tốt nhất cái phần nội dung của mình để lên sóng với chương trình Sức khỏe của bạn, thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo chân Thu Hằng xuống trung tâm sản xuất chương trình để cùng gặp gỡ với các kỹ thuật viên cũng như những cái người tổ chức sản xuất chương trình để theo dõi xem cái công tác chuẩn bị trước giờ lên sóng là như thế nào. Sức khỏe của bạn là chương trình trực tiếp trên cả hai sóng phát thanh và truyền hình. Biên tập viên phải là người làm cầu nối với các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, đồng thời còn là người lựa chọn và kết nối khán giả đang trực tiếp theo dõi với các chuyên gia. Để có chương trình đòi hỏi các thành viên trong ekip phải có cách xử lý tình huống nhanh nhạy. Về yếu tố kỹ thuật, cũng yêu cầu máy móc, thiết bị phải được thực hiện hết sức cẩn thận. Background, mixer, thiết bị liên lạc đều đã sẵn sàng.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc này thì Thu Hằng đang có mặt tại studio thời sự, nơi mà các kỹ thuật viên của chúng ta đang hoàn thành những cái công việc cuối cùng để trước khi lên sóng chương trình Sức khỏe của bạn. Và hãy cùng Thu Hằng trò chuyện với một trong những kỹ thuật viên ở đây để hiểu hơn về công việc của họ. Xin chào anh Xuân Hoàng. Như vậy là cái chương trình Sức khỏe của bạn chúng ta đã sắp sửa được lên sóng rồi. Và lúc này đây thì khán giả của NTV cũng đang rất là mong muốn được anh chia sẻ rõ hơn, một cách chi tiết hơn về cái công việc chuẩn bị cho khi việc lên sóng cái chương trình Sức khỏe của bạn được an toàn. Có thể nói rằng là với cái thiết bị không đồng bộ như là của đài và với cái sự yêu cầu có thể nói là khá khó khăn của cái chương trình thì những cái khó khăn đó ấy, thì làm cho đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi cũng có thể nói là rất vất vả để chuẩn bị được một cái chương trình như này. Chúng tôi đã phải ngồi họp lại để bàn xem là những cái khâu kỹ thuật cần thiết, số lượng con người phải tham gia cái chương trình này. Vậy thì lúc này đây thì anh đã sẵn sàng để đến với cái chương trình Sức khỏe của bạn, đã sẵn sàng với hoàn thành cái công việc của mình chưa ạ? Đến thời điểm này thì chúng tôi có thể nói rằng là chúng tôi đã sẵn sàng tất cả các khâu và có thể kết nối được. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là cái khâu chuẩn bị về nội dung cũng đã sẵn sàng, kỹ thuật viên cũng đã sẵn sàng. Bố trí góc quay và khuôn hình phù hợp là công việc của các quay phim trước giờ chương trình lên sóng. Ánh sáng được điều chỉnh lần cuối. Xin được chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn vào 16:30 thứ bảy hàng tuần của đài phát thanh truyền hình Nghệ An phối hợp với Sở Y tế Nghệ An được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình VTV. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là 30 phút của chương trình Sức khỏe của bạn được phát trực tiếp trên cả hai sóng phát thanh và truyền hình Nghệ An đã kết thúc. Và quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là để thực hiện một cái chương trình 30 phút trực tiếp thì không hề đơn giản một chút nào, nhất là đối với cái chương trình Sức khỏe của bạn, một cái chương trình mà có cái sự tương tác giữa các khách mời và tất cả quý vị khán thính giả. Như vậy đòi hỏi cái đội ngũ phóng viên, biên tập viên cũng như kỹ thuật viên của đài phát thanh truyền hình Nghệ An cần phải nỗ lực và cố gắng hơn rất là nhiều, chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng để có thể giải đáp cũng như chia sẻ những cái thông tin hữu ích nhất về cái sức khỏe mà những cái vấn đề sức khỏe mà mọi người đang quan tâm. Vâng, kính thưa quý vị, thiết thực, thuận tiện và không mất thời gian, hãy gọi đến cho chương trình Sức khỏe của bạn vào lúc 16:30 phút thứ bảy hàng tuần để các bác sĩ có thể tư vấn trực tiếp các cái vấn đề sức khỏe mà các bạn đang quan tâm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình với khán giả NTV. Thưa quý vị và các bạn, quê mình xứ Nghệ, một sân chơi mới dành cho bà con nông dân trên sóng truyền hình Nghệ An bắt đầu từ tháng 4 năm nay. Đã có 9 chương trình được xây dựng và phát sóng, phản ánh rõ những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, những trò chơi dân gian hấp dẫn, sôi động, những cuộc thi tay nghề gay cấn mà thực sự gần gũi, thân thuộc với cuộc sống lao động hàng ngày của người dân. Vâng, trong thời gian tới thì chương trình sẽ tiếp tục được bấm máy tại hai huyện vùng cao Tương Dương Quế Phong và cuối cùng là huyện Lúa Yên Thành. Quê mình xứ Nghệ, một sân chơi mới dành cho bà con nông dân trên sóng truyền hình Nghệ An. Đến với các huyện vùng cao, sân chơi quê mình xứ Nghệ góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa xứ Nghệ bằng việc tái hiện các trò chơi dân gian. Đó còn là các cuộc thi tay nghề của các nghệ nhân với các nghề thủ công truyền thống, hay sự trổ tài của các đầu bếp khéo léo với những món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số miền Tây xứ Nghệ. Sự đa dạng sắc màu văn hóa của các dân tộc, các vùng miền sẽ là yếu tố tạo nên tính hấp dẫn, lý thú và độc đáo của mỗi chương trình quê mình xứ Nghệ. Các chương trình được chuẩn bị công phu với sự tham gia nhiệt tình của các đội chơi, hứa hẹn đem lại cho quý vị và khán giả một cái nhìn đầy đủ về bức tranh sinh động đời sống cộng đồng các dân tộc anh em của xứ Nghệ. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ trung tuần tháng 11, một bộ phim hay của Hàn Quốc có tên gọi Đội đặc nhiệm Hải thần sẽ lên sóng NTV. Bộ phim là một câu chuyện hồi hộp gay cấn, cảm động của những con người biết đối diện và vượt qua những cam go trong cuộc sống. Dài 26 tập, Đội đặc nhiệm Hải thần được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật của lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc. Bộ phim là chuỗi các nhiệm vụ của đội đặc nhiệm, lực lượng phản ứng nhanh, các đội điều tra độc lập, trong việc phòng chống khủng bố, buôn lậu, vượt biên và vận chuyển vũ khí, ma túy của các tổ chức tội phạm không biên giới. Buôn lậu. Bắt đầu hành động.
Đúng đấy, acetic anhydride. Vượt biên. Hãy mở cánh cửa này ra cho tôi. Và vận chuyển trái phép vũ khí, ma túy. Ai sẽ là người dám đương đầu với các thế lực tội phạm này? Lập một đội điều tra đi. Với tinh thần quả cảm, tận tụy và trung thành, các chiến sĩ của đội điều tra số 9 đã trải qua những thử thách cực kỳ khắc nghiệt. Không chỉ đối đầu với những tội phạm nguy hiểm, họ còn phải đối mặt với các thế lực chống lưng cho chúng, thậm chí là đồng nghiệp của mình. Rồi mà còn đùa nữa à? Đội đặc nhiệm Hải Thần là câu chuyện có thật đầy hồi hộp, gay cấn, cảm động của lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc. Những con người biết đối diện và vượt qua những cam go trong cuộc sống. Đội trưởng Kang. Phim sẽ được lên sóng NTV vào lúc 20:15 các ngày trong tuần, ngay sau khi kết thúc bộ phim Tình yêu và sự cách trở. Mời quý khán giả đón xem. Thưa quý vị, những thông tin về bộ phim Đội đặc nhiệm Hải Thần đã kết thúc với khán giả NTV kỳ này. Chương trình sẽ đón nhận mọi ý kiến của khán giả. Hãy gửi về địa chỉ chương trình với khán giả NTV, phòng biên tập thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc qua địa chỉ email với khán giả ntva@gmail.com. Quý vị có thể xem lại với khán giả NTV trên trang web truyền hình nghệan.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.